mọi người, hôm nay thì Vi nhận được hộp quà từ Ngọc Trinh, cho nên bây giờ Vi sẽ unbox cho mọi người xem nha. Yeah, hấp dẫn lắm mọi người ơi. Đây chính là ba hộp viên dưỡng da Diamond White Day and Night phiên bản nâng cấp mà Ngọc Trinh mới ra mắt trong sự kiện hôm trước mà Vi có tham dự đó nha. Một hộp nha. Rồi đây hai hộp nha. Ôi xuất sắc, ba hộp. Hôm đó thì khi mà hôm tham dự với có xung phong chơi mini game trước, cho nên Ngọc Trinh có hứa là sẽ tặng một cái liệu trình. Tưởng là nó đùa thôi, ai ngờ là cô bé này tặng thiệt. Thì cực kỳ là thích luôn. Tính ra ba cái hộp này á, nếu như mà Trinh không có tặng á, thì Vi cũng mua nha mọi người. Tại vì nhìn mê quá nè. Mọi người có nhớ không, hôm trước Vi có khoe lên tường rồi đó. Nói thiệt với mọi người một cái tâm sự của Vi, đó chính là Vi là một cái đứa rất là siêng chăm sóc da face nha mọi người, nhưng rất lười chăm sóc da body. Và đối với một đứa lười chăm sóc da body như Vi thì món quà của bé Ngọc Trinh là rất là thiết thực luôn đó. Vì ai cũng biết nha, đa phần thời gian của Vi là dành cho việc đi phim nè, rồi Vi lo cho gia đình nè, đi phim lo cho gia đình, hoặc là nhất là lo cho bé Cún, con gái của Vi, cho nên là Vi có rất là ít thời gian để mình chăm sóc da. Cho nên Vi chỉ dành thời gian để mình tranh thủ á, mình chăm sóc da face một cách nhanh gọn lẹ thôi, giống như là thủ tục thôi đó mọi người. Còn da body hoàn toàn là Vi bỏ quên đó. Mỗi khi mình đi quay thì sáng rồi mình cũng thức dậy sớm, xong rồi mình đưa em Cuốn đi rồi mình đi quay, cho nên là mình tranh thủ ha, mình thoa một cái lớp chống nắng thôi. Rồi tối về á, thì mình cũng mệt quá rồi thì cũng tranh thủ để mà thoa một cái lớp dưỡng da rồi đi ngủ, chứ mà mình không có chăm sóc gì nhiều hết. Nhưng may mắn từ ngày mà mình biết tới sản phẩm viên trắng da của Trinh thì việc chăm sóc da của Vi trở nên tiện lợi hơn rất là nhiều đó. Cũng như là như vậy thôi, mỗi khi ra đường mình thoa một cái lớp kem chống nắng, và trước khi đi ngủ mình thoa một lớp kem dưỡng, nhưng ở đây mình sẽ uống thêm viên uống này nữa là xong, là ok, không cần phải nhiều bước rườm rà ha. Thậm chí là khi đi phim á, Vi mang theo luôn nha mọi người, để Vi nhờ bé trợ lý nhắc Vi sau khi ăn sáng hoặc là sau khi ăn tối thì mình uống thêm. Không biết là em Trinh có để ý hay không, chứ là Vi khá yêu thích các sản phẩm trắng da bên Trinh, nên phiên bản nào là Vi cũng sử dụng nha. Từ cái thời mà viên này tên là Beauty 99 đó mọi người có nhớ không, Vi thấy có rất là nhiều chị em nghệ sĩ dùng, sau này thì phát triển thành Beauty rồi Diamond White, mà phiên bản nào thì cũng rất là chất lượng hết nha. Bây giờ thì lại nâng cấp lên trở thành phiên bản viên dưỡng da Diamond White Day and Night. Nhìn mẫu mã màu sắc là thấy quá đẹp luôn ha mọi người ha. Bây giờ thì Vi sẽ unbox, đó là mình sẽ khui hết ra cho mọi người xem ở bên trong có gì nha. Ta-da! Kèm với hộp sản phẩm thì chúng ta có một cái cẩm nang Diamond White để chỉ dẫn mình sử dụng ha. Còn trong cái hộp này thì ngoài sản phẩm ra, mọi người thấy nè, chúng ta có thêm cái hộp nhỏ ha, dành để mình chiết cái viên uống ra đó, mình mang theo mà sử dụng cho dễ. Đặc biệt có một điều này rất đặc biệt nha mọi người. Đây, để Vi lấy cho mọi người xem. Đây chính là phiếu cam kết hoàn tiền 100%, rất là xịn luôn nha. Mọi người có nhớ là hôm bữa tôi Vi từng chia sẻ cái phiếu này trên Facebook không? Ai thấy cũng hổ quá trời luôn. Sẵn đây thì Vi nói luôn ha, đây là phiếu cam kết hoàn tiền nếu như mà không cải thiện làn da sau 25 ngày á. Phải thừa nhận là hiếm lắm luôn á, Vi mới thấy có một cái sản phẩm có được một chiếc thẻ bảo hành chất lượng như thế này. Điều đó cũng đủ để thấy chất lượng của sản phẩm và uy tín của thương hiệu rồi đúng không? Rất hiếm công ty nào mà quan tâm đến khách hàng từ những điều cam kết trách nhiệm như vậy nha mọi người. Và ngoài phiếu cam kết hoàn tiền 100% này thì ở đây Vi thấy là tập đoàn GHB là còn có một cái phiếu cam kết an toàn 100% nha mọi người, để Vi đọc cho mọi người xem nha. Sẽ coi như là nếu phát hiện có chất cấm, chất độc hại trong sản phẩm Diamond White Day and Night thì coi như là sẽ được đền 100 triệu đồng á mọi người. Coi như là phát hiện ra là được 100 triệu đồng thì tất nhiên là mình phải chắc ăn như thế nào mới có cái phiếu này mọi người ha. Vì sao lại có một cam kết xịn như mọi người, thì đây chính là lý do nhờ vào hai em này nha mọi người. Đầu tiên, viên uống dưỡng da Diamond White Day bổ sung chiết xuất ô liu nè, acelera cherry nè, chiết xuất hạt nho đó, đó chính là những chất chống oxy hóa tự nhiên giúp cho chúng ta có thể cải thiện làn da, rồi ngăn ngừa những phản ứng có hại cho da do gốc tự do gây ra. Mọi người chắc cũng biết gốc tự do là gì rồi đúng không? Ngoài ra, viên uống dưỡng da Diamond Day còn bổ sung vitamin B2, B3,
giúp duy trì một làn da khỏe mạnh nha mọi người. Ui, dễ thương quá. Hỗ trợ hạn chế sự lão hóa và giúp tái tạo làn da từ trong mỗi tế bào của chúng ta luôn. Dưỡng da nè, rồi tăng cường độ ẩm và độ đàn hồi, cũng như là giảm khô và nhăn da, giúp cho da chúng ta có thể sáng mịn và trẻ hóa. Tiếp theo, viên uống dưỡng da Diamond White Night bổ sung collagen ha, acid hyaluronic, tức là HA đó mọi người. Alistin giúp cải thiện cho da có cái độ đàn hồi tốt hơn và duy trì một cái độ ẩm tự nhiên cho da. Sản phẩm bổ sung các dược liệu giúp bồi bổ cơ thể như là đương quy nè, rồi hà thủ ô nè, chiết xuất yến xào. Wow! Viên dưỡng da Diamond Night còn bổ sung thêm nano curcumin và vitamin B2, B3, cũng giống như cái đây ha mọi người ha, giúp duy trì một làn da tươi trẻ. Nhân đây thì Vi cũng sẽ chia sẻ với mọi người một điều quan trọng mà Vi được biết, đó là theo như công ty của Trinh chia sẻ thì đây là sản phẩm viên uống đầu tiên trên thế giới được bổ sung một số thành phần cao cấp siêu quý hiếm nha mọi người. Giống như là tế bào gốc từ táo xanh Thụy Sĩ, hoặc là chiết xuất yến, chiết xuất nấm men Nhật Bản. Chất lượng sản phẩm đã được đội ngũ chuyên gia nghiên cứu của GHB đánh giá bởi sự vượt trội hơn, ưu việt hơn, rút ngắn thời gian hơn để đạt hiệu quả nhanh hơn, kết hợp hoàn hảo hai cơ chế bảo vệ và tái tạo da ngày và đêm. Đặc biệt nha mọi người có biết là cái tế bào gốc từ táo xanh Thụy Sĩ này rất là đắt không? Bởi vì cái sự khan hiếm từ nguồn nguyên liệu cùng yêu cầu cao về công nghệ cho nên nó rất là đắt luôn. Loại táo xanh này thì nguồn gốc rất quý hiếm nha mọi người. Nó là một giống táo của Thụy Sĩ, có nguồn gốc từ hạt giống được trồng vào giữa thế kỷ 18. Giống táo này rất là nổi tiếng với khả năng không cần dùng chất bảo quản. Hay ha, vẫn có thể giữ được cái độ tươi nguyên mà lên đến tới 9 tháng lận, mà không hề bị héo hay là mất đi hương vị gì nha mọi người. Nhưng ngày nay thì giống táo này được các tổ chức phi lợi nhuận của Thụy Sĩ bảo vệ nhằm mục đích nghiên cứu các cái giống vật nuôi hoặc là cây trồng có nguy cơ bị tuyệt chủng á mọi người. Hay ha. Ngoài ra còn nhờ vào công nghệ tân tiến nữa mọi người. Mà công nghệ tân tiến ở đây Vi muốn nói đến chính là công nghệ nuôi cấy tế bào gốc Phytocetech, được các nhà khoa học áp dụng với quy trình nghiêm ngặt. Gọi là có thể là phải có một cái mức đầu tư lớn về nhân sự và cơ sở vật chất thì mới có được công nghệ đó. Và công nghệ của tế bào gốc từ táo là phục hồi và trẻ hóa tế bào, giữ ẩm cho da, tăng cường sức khỏe và sức sống, chống oxy hóa, làm chậm quá trình lão hóa, cải thiện độ đàn hồi và săn chắc của làn da, tăng cường hệ thống miễn dịch. Cái này rất là quan trọng nha mọi người. Vì khi mình tăng cường hệ thống miễn dịch thì chúng ta sẽ có cái sức khỏe gọi là khỏe hơn, và nhờ đó thì tất nhiên là da chúng ta sẽ đẹp hơn. Theo như Vi biết thì hiện nay có rất là nhiều phương pháp chăm sóc da ha mọi người ha. Dù là kem dưỡng hay là thực phẩm chức năng thì có rất là nhiều luôn. Cũng vì vậy mà nhiều người chúng ta không có biết lựa chọn cái nào để mình phù hợp á. Thì trước khi mà mình xài cái gì, bản thân Vi cũng phải tìm hiểu rất là kỹ. Mình sẽ đọc bảng thành phần nè, rồi mình sẽ hỏi ý kiến bạn bè nè đó. Và để chọn được sản phẩm phù hợp thì mọi người nên ưu tiên những sản phẩm có chiết xuất thiên nhiên và đến từ các thương hiệu có tiếng, cũng như là những thương hiệu mà nhận được những cái phản hồi tích cực ha mọi người ha. Giống như là cái sản phẩm viên dưỡng da Diamond White Day and Night mà Vi đang cầm đây, từ bản cũ đến bản nâng cấp thì lúc nào khi mà ra mắt cũng được chị em rất là yêu thích nha mọi người. Đây chính là sự lựa chọn hoàn hảo để kết hợp dưỡng da từ bên trong ra đến bên ngoài nha. Nhưng như nãy giờ mình nói thì có thể mọi người sẽ thấy nó hơi phức tạp ha, nhưng mà không sao, bởi vì chúng ta đã có cẩm nang của Diamond White rồi ha mọi người. Giống như nãy giờ Vi nói nhiều như vậy thì mọi người sẽ thấy hơi phức tạp đúng không? Nhưng mà không sao nha mọi người, bởi vì chúng ta đã có cẩm nang Diamond White rồi. Ở trong này có đầy đủ hết tất cả những cái hướng dẫn sử dụng, hoặc là những cái thành phần ha, những nguyên liệu. Và Vi sẽ nói sơ qua, nhân tiện mình nói hướng dẫn sử dụng thì Vi sẽ nói sơ qua các liều mà khi mà mình sử dụng ha. Nhắc tới thì mới nhớ là buổi sáng á, là thường sau khi ăn sáng thì mình sẽ uống một viên. Hôm nay Vi đã ăn sáng rồi, Vi cố tình chờ đến khi mà mình review để mà Vi uống cho mọi người xem ha. Đây là viên đây nha mọi người. Diamond White Day rất là xinh đẹp á. Vậy là xong cho cửa buổi sáng đó mọi người.
Hôm nay thì Vi rất là vui khi mà mình nhận được cái món quà này. Cảm ơn bé Trinh rất là nhiều. À, chị em nào muốn trải nghiệm sản phẩm này thì nên thử liền nha. Vì đang có rất là nhiều cái chương trình khuyến mãi nha. Thôi bây giờ thì chắc là phải tạm biệt mọi người rồi. Hẹn gặp lại mọi người trong những clip chia sẻ sau của Vi nha. Bye bye.